Đấy, tôi lên được rồi anh em. Em chết rồi nha. Để ngắm tình hình đây nha. Đấy, phải chiến thuật thế chứ. Rồi mà đều có ma nào cả. Không mất một máu nào. Sao tôi biết đâu ở đâu. Vietcombank mà không gửi được hả? Mẹ con đồ đốt đi nhé. Chỉ cần trừ một viên đạn đi là anh em sẽ nhặt được thêm một cái đồ bất kỳ. Tôi bảo thế. Anh em full ba lô đúng không? Anh em vứt một viên đạn đi và anh em sẽ nhặt được một cái đồ bất kỳ. À, anh em sẽ nhặt được thêm một đồ bất kỳ mà không sợ đầy ba lô hiểu không? Có ba lô không? Anh em thấy thằng nào thấy ba lô đâu? Chia rẽ tình cảm của anh và ba Trang. Anh chia rẽ khi nào? Vậy. Anh đẩy, anh làm gì vào đây? Thế cái này thế kia như nào? Rồi, tắt rồi, sai lắm.